Hello Bình Cao, xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay Bình Cao gửi đến anh chị em một cái em bull pháp cái màu red và đàn chó con của em ấy, thì để tìm chủ mới. Thì nếu như anh chị em mà yêu thích cái em nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho Bình Cao để Bình Cao được báo giá cho anh chị em, và chị anh chị em đón về trong cái dịp trước Tết này để chào đón cái năm mới 2021. Rồi, sau đây là mình xin giới thiệu đến cái em cái mẹ của ổ chó con. Đây các bạn, trời sao bỏ qua đây, cái qua đây con. Đây. Đó, bắt đây chơi. Rồi. Đây các bạn. Đây là em cái red. Đẻ là một lứa vừa rồi là đẻ là 7 bé. Đó. Thì sau khi đẻ thì mình muốn tìm chủ cho cái em cái này luôn. Để về nhà mới, nếu như anh chị mà muốn tìm một cái em cái red để màu này màu vàng đỏ đó các bạn. Thì nếu như anh chị em muốn tìm một em cái mà để nuôi sinh sản thì đây là lựa chọn rất là thích hợp nha. Em này rất là ngoan, chăm con rất là giỏi. Đó, đẻ đang mình sắp sửa sẽ giới thiệu đến anh chị em ở trong là 7 bé con của em này. Thì sẽ tìm chủ mới cho em này luôn. Đó, vú mớm là mới đẻ xong nè. Thì vài tháng sau dàn vú này nó sẽ lên hết, sẽ đẹp lại trở lại bình thường và chuẩn bị lên giống để đón ổ mới. Thì giá cái em này mình sẽ báo công khai trên đây luôn. Tại vì em này là em cái đẻ rồi nên giá của em này sẽ là 10 triệu. 10 triệu nha các bạn. Để anh chị em khỏi phải gọi điện cho Bình, báo giá công khai em này, em cái 10 triệu rất. Đó, dưỡng lại cái body sẽ rất là đẹp. Đó, cả nhà thấy. Quay cả cho mặt luôn, mặt mũi luôn, nhìn rất là đẹp đó. Rất dễ thương nha. Rất ngoan, rất hiền. Rồi đi chơi đi con. Đi chơi đi. Đó, rất là điềm tĩnh. Khỏe mạnh lanh lợi nha. Không bệnh tật nha cả nhà. Đó. Rồi, ok, tiếp đến là bây giờ mình sẽ cho cả nhà xem cái ổ chó con. Rồi, bây giờ Bình đã vào phòng chó và sẽ quay gửi đến anh chị em cái ổ chó con. Rồi, đó, đây là ổ chó con ở trong đây. Sát luôn, gần cảnh luôn. Rất là dễ thương nha. Ở trong đây nữa thì có màu red. Màu này là màu vện. Đó. Và bên đây là hai em chó ổ sao. Ở trên đây là cũng là một em vện, nhưng em này đang có dấu hiệu sổ mũi nên cho ra riêng. Rồi, còn trước tiên mình sẽ quay đến cái ổ này. Rồi, ra đây tụi con. Đó, rất là cưng nha cả nhà. Đây. Đây các bạn. Đây là con của heo sữa. Con của heo sữa nhà Bình Cao. Thì phối với lại em cái red hồi nãy. Nhưng mà màu do cái màu red á, là cái màu nó trội hơn. Nên đâm ra phối vào á, nó sẽ ra con đời F1 á, nó sẽ ra cái màu red, màu đậm hết theo mẹ. Thì khi mà F2 á, trong đây nó có cái dòng máu của con bò sữa nè. Thì nếu như anh chị em sử dụng cái đời này để qua F2 thì nó mới lội ra được cái con bò sữa. Nó sẽ dễ dàng hơn. Đó, thì các bạn nhìn, gương mặt rất là xinh luôn. Đó, rất là xinh, rất là đẹp nha. Đầu to, tai nhỏ. Đó, mặt mũi rất là đẹp, tai chân rất là đẹp. Body nè, body cục đòn, đuôi cục riêng luôn. Đó, mình cho hết ra ngoài đây để cả nhà xem. Bế lên luôn. Đó. Rồi các bạn nhìn đi, em này cực kỳ kịch cộm luôn nha. Khuôn đầu và body rất là đẹp. Tết mà anh chị em đón những cái bé này về nó rất là may mắn. Tại vì đầu năm mà người ta nói chó vào nhà thì rất là may nha. Mà huống chi màu này mình gọi là cái màu red, cái màu vàng đậm. Không, chưa red đâu.
thông cảm á, các bạn thông cảm, nó chưa rét đâu. Thì nhưng mà nó cũng là vàng rồi, vàng đậm rồi. Thì vàng mà vào trong nhà thì rất là may mắn. Đó. Đây là những em chó con. Và 7 em này đều là chó đực hết. Có cái khung đầu rất là to nè. Như em nhìn cái khung đầu rất là to. Đó. Ăn uống tốt, rất là khỏe mạnh. Thì giá của con này do là đực nên đâm ra là cái giá nó cũng rất là phải chăng. Nên anh chị em hãy liên hệ trực tiếp cho Bình Cao. Câu này mình sẽ báo giá từng em. Đó giờ quay mặt từng em cho cả nhà xem. Nếu cả nhà ưng em nào thì sẽ báo giá. Thì em này sẽ có giá là thấp hơn hai em hồi nãy. Đó. Em này với em này giá sẽ bằng nhau. Đợi em này cái lỗ tai ke đứng lên thôi là đẹp. Đó, hai em này sẽ là giá là sẽ bằng nhau. Thấp hơn hai em nãy. Hai em hồi nãy thì giá sẽ cao hơn tí. Thì anh chị em cứ liên hệ trực tiếp cho Bình để Bình cái báo giá sẽ không có cao đâu. Để anh chị em đón về trong cái dịp Tết này chăm sóc và nuôi các bé cho nó tốt. Rồi, tiếp đến là hai cái em màu vện. Thì Bình cho mấy em này vô. Vô con. Rồi đây là hai em vện ra không? Em này có cái body rất là đẹp nha cả nhà. Cục đòn đây, có body đây, cục ngủng à. Mà cái vàng lông nè, anh chị em thấy không? Đó, như con cọp luôn. Trời ơi, cái mặt thiệt là cưng. Cưng chưa? Màu này rất là đẹp nha. Màu này là màu vện, vện cọp, như con cọp nè. Nếu anh chị em thích, yêu thích cái màu vện này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Bình Cao. Màu vện rất là đẹp, như con cọp. Đó. Xinh chưa? Em này ở giữa có cái đường trắng rất là dễ thương. Thì nếu như cả nhà yêu thích em nào thì cứ hay liên hệ trực tiếp cho Bình Cao qua số điện thoại 0939 222211 để Bình báo giá từng em. Anh chị em chụp lại cái màn hình và gửi qua cho Bình qua cái Zalo. Nhưng mà cái Zalo của Bình hiện tại do cái nhiều người đăng ký quá, nhiều người bạn quá, kết bạn quá nên đâm ra Bình chặn lại. Thì anh chị em hãy gọi điện và mình xúc đó, sau đó mình sẽ kết bạn cái Zalo và mình gửi cái hình ảnh qua cho nhau, chúng ta sẽ trao đổi qua cái Zalo. Đó, mình sẽ báo giá. Trời, em này rất là dễ thương nha. Những mặt cưng chưa? Khung đầu rất là to. Hai tai ke đẹp. Trời, cái mặt ảnh cưng ghê. Đuôi cục nha các bạn. Đây là đuôi cục đúng của Bull Pháp luôn, chứ không có cắt, không có tác động gì hết nha. Rất là xinh. Rồi. Đó các bạn thấy con chó mà ở trong chuồng chim chưa? Rất là cưng. Không phải đâu, tại vì em này bị cách ly đó các bạn. Đang bị cách ly đó, ngoài thì mình cách ly Covid. Còn em ấy bị cách ly là do em ấy đang bị có một chút vấn đề về sổ mũi. Đó, em da đen cao to đen thôi. Nhưng mà rất là đẹp nha. Em này thì tại vì cách ly ra không có để chung, sợ mất công rồi ảnh bị sổ mũi, ảnh lây qua cho mấy em kia. Nên đâm ra là vài bữa thì anh chị em bắt thì vài bữa em này là vẫn khỏe mạnh bình thường. Đó, vẫn ok chứ không có vấn đề gì nha, chứ không phải để ra ngoài đây là anh em sợ. Chị em sợ là bị bệnh không có đâu. Tại vì mình cách ly em ấy thôi, em ấy đang bị Covid. Đó, rất là đẹp, mặt rất là xinh. Trời ơi, cưng chưa cả nhà? Đẹp lắm luôn á nha. Ai mà thích màu đen mà thả như vậy, trời, cặp mắt nè, nhìn rất là lãnh đợi. Bụng trắng. Ngực ức trắng nè, thạch sùng bám cổ nè. Ngực trắng nè, đúng nha. Đó là đen là phải có cái ngực trắng nha. Nhưng mà đen mà ngực đen luôn á, đen hết luôn á, là nó cũng thuộc dạng như cái màu lõi. Còn cái màu này là đúng của nó đó. Trời, làm con hết hồn. Rồi tiếp đến là hai cái em nhỏ quay sơ dưới đây thôi. Hai em này á, trời, coi chỉ nằm rồi. Chỉ nằm với phè cái bụng lên nè. Hai em này á là chưa có đến ngày bán được. Còn cho con mới có 1 tháng à. Đó thì quay sơ gửi cho anh chị em luôn. Là con của mẹ khác. Đó. Trời ơi, cái mặt cưng chưa? Rất là cưng, rất là dễ thương nha.
thì hai em này nếu anh chị em yêu thích thì sẽ nhận cọc tiếp theo đó. Bùn phát còn nhỏ dễ thương lắm cả nhà ơi, mau đón về để mà cho các em ăn Tết cùng gia đình mình đi. Trời ơi, cái mảng màu à. Quỷ cưng ghê. Trời đó, rất là trời, gãi này. Rồi đó, nói chừng. Ok. Thì nãy giờ Bình Cao đã quay những cái em chó bùn pháp gửi đến anh chị em. Thì nếu như mà anh chị em yêu thích em nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho Bình để Bình báo giá từng em. Và cái giá kỳ này thì gần Tết rồi, sẽ Bình Cao sẽ lì xì. Đó, sau khi anh chị em mua chó thì sẽ có cứ đi người không tới, hoặc là cứ việc nếu mà ở tỉnh thì cứ việc chuyển tiền cho Bình Cao và Bình Cao sẽ chuyển đến cho anh em. Hoặc là trong cái dịp Tết này đi, anh Bình Cao sẽ bao ship nha, chứ đúng ra là hồi nào giờ Bình bán chó thì không có bao ship, người mua sẽ trả tiền ship. Nhưng mà do cái đợt Tết này thì đây là cũng là một cái lì xì luôn, là sẽ bao ship cho anh chị em chỉ việc trả cái tiền chó thôi, chứ không có trả tiền ship trong cái đợt này, chỉ trong cái đợt này thôi nha anh em. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của Bình Cao. Nếu như thấy những chú cún này dễ thương, hãy chia sẻ cũng như bấm nút đăng ký để cho mọi người được biết, và mọi người đón em ấy về giúp cho đón Tết để Bình Cao sẽ xuất cái ổ này cho nó nhanh. Cảm ơn cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong những cái video tiếp theo. Xin chào.